Nhập lễ Chúa Nhật 29 truyền giáo, Chúa sai tôi. Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng, Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa sai tôi đến với những người nghèo khó, để họ được nghe chân lý của tin mừng. Chúa sai tôi bằng bố tâm hồn tan nát, mở lòng bừa an ai khổ đau khóc than. Đáp ca Thánh Vịnh 95 lễ Khánh Nhật truyền giáo. Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa, hãy loan truyền thánh danh Ngài giữa chư dân, hãy ca tụng Thiên Chúa bài ca mới, hãy toàn thể đi cầu hãy vui mừng, hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn, hãy chúng tụng hiền danh thánh Ngài. Alleluia, Alleluia, này ngôi Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia, 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 Alleluia. Này đây Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, thầy
sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia, Alleluia.